ai là người phải hiểu mình, ai là người phải tri kỷ với mình. Mình sống với mình 24 giờ mỗi ngày, nên mình phải có trách nhiệm hiểu mình sâu sắc nhất. Từ đó các bạn mới chọn lựa quyển nào, chương gì đọc sâu sắc với nó, rồi mình mới quyết định nó gần với mình, mang nó vào mình. Những quyển này nó xây dựng nhân cách theo chiều sâu. Mà khi xây dựng nhân cách theo chiều sâu thì nó giúp chúng ta phát triển bản thân trên nền tảng theo chiều sâu. Thì khi các bạn phát triển theo chiều sâu thì các bạn có năng lực hiểu mình, hiểu người, hiểu cuộc sống dễ hơn. Sách này là nó là sách nghiêng về đạo đức và một phần đạo lý. Ngọc trong đá. Một người thợ ngọc qua hàng thợ đá vào xem các thứ đá, thấy một tảng trong đó có ngọc, mua về đẽo ra quả nhiên được ngọc. Ngọc ấy trắng muốt và có gân đỏ quý giá vô cùng. Người thợ ngọc nhờ đó mà giàu có. Anh thợ đá thấy thế lấy làm vui thích, cũng muốn bắt trước. Anh ta nghĩ bụng, đá nào trong đó cũng có ngọc, rồi ở nhà có bao nhiêu đá đem đập cả ra để tìm, không những không thấy ngọc mà đá vỡ tan chẳng dùng được việc gì. Anh ta mất của lỗ vốn, cùng quẫn khổ sở chẳng bao lâu rồi chết. Đó. Cái này các bạn đúc kết được cái việc gì? Cái hiện tượng này trong đời sống nhiều không? Thấy người ta làm được mình nhào vô làm theo nhiều không? Azure đó, đây là bệnh Azure gì nữa. Nhưng mà cái người thợ ngọc là họ có gì? Có sự hiểu biết về ngọc, thì họ mới tìm được ngọc trong đá. Còn anh thợ đá tức là không giỏi bằng họ mà cứ đi làm theo thì chết. Nên Việt Nam mình bị cái này rất nhiều. Những cái phong trào nhà đất, phong trào Bitcoin, phong trào bán hàng đa cấp là toán này hết gì nữa. Trong nguyên cái dây 1.000 người đó chỉ có 1-2 thằng nó là thợ ngọc thôi, còn đâu toàn thợ đá hết. Thì tất cả những đám là thợ đá bị lừa hết. Cái dạng này đông lắm nha. Rồi dạng này để chúng ta áp dụng trong dụng nhân. Dụng nhân, dùng người. Có nhìn thấy được ngọc trong đá khi tuyển người và dùng người không? Các bạn mà áp dụng được chiêu này trong chọn vợ, chọn chồng là number one. Cái người thanh niên đó mà đã bộc lộ thành một viên ngọc quý rồi thì không đến tay mình, đúng không? Trong xóm đã 4-5 cô săn mất rồi. Nên bây giờ mình phải nhìn ngọc trong đá. Thấy nó còn xù xì, nó thô ráp rồi đó, nhưng biết nó là ngọc về sau, săn nó về. Phải đi học nhân tướng thôi. Các bạn có biết cái tích chuyện mà Lưu Bang lấy vợ không? Lấy Lữ Hậu á. Tích chuyện đó không? Tích chuyện đó là lấy ngọc trong đá đấy. Bố mẹ của Lữ Hậu là hai cái người rất là giàu có ở cái vùng đó. Giống như có một cái trang trại rất là lớn. Có một tiểu thư tên là Lữ Hậu, tức là sinh ra được một cô con gái cũng rất là giỏi, rất là đẹp. Bao nhiêu người nổi tiếng đến là ông bà đều từ chối hết. Mà ông bà này lại rất giỏi về đông y lý số, nên đi lang thang khắp nơi để soi. Y như là mẹ của Nguyễn Bỉnh Khiêm đi soi, soi thằng nào đạt chuẩn làm hoàng đế mới gả con gái cho. Đấy, KPI nhỏ nhỏ ha. Đó. Mẹ của Nguyễn Bỉnh Khiêm thì đặt mục tiêu là lấy chồng để đẻ ra con làm vua. Đấy. Chứ tạc ghét các bạn 10 tỷ một năm ăn thua gì. Tạc ghét đặt luôn là con tao làm vua. Các bạn thấy tạc ghét nó gấu không? Sau này các bạn học NLP nhớ ghi lên tưởng con tôi phải làm vua. Sáng nào cũng đọc xem nó có thành vua được không. Thì ông hai ông bà này đi lang thang khắp nơi để làm quen, thì chưa chọn được một ai hài lòng. Một ngày đi về huyện nhà mình, đi ngang một cái chợ thì thấy một cái nhóm lâu la, nó đang ăn thịt lợn, nó đang nướng một cái con heo, con lợn, rồi nó chặt thịt rồi nó ngồi nó ăn nhai nhồm nhoàm. Thì cái thằng đầu sỏ vừa ăn nhồm nhoàm mà vừa nghênh ngang nói mấy thằng đàn em, tức là nó bảo kê cho cái chợ đó mà. Thì hai ông bà ngắm một hồi bảo thằng này tướng, thằng này ngon, được. Bắt đầu ra làm quen. Quen một hồi xong mới nói thôi bây giờ nhóm mà đi làm lâu la này khổ lắm, về trang trại ta cho trang trại mà sống.
tắm rửa sạch sẽ ta, cho thầy đến dạy chữ mà học. Thế là cả nhóm này tự nhiên không phải đi làm thu thuế ở chợ kiểu đầu trâu mặt ngựa nữa, lại được một cái ông chủ trang trại lớn nhất khu vực đó mời về thì về thử. Về thử mà đúng là ông này ông mời thầy về dạy thật, cho ăn uống là rất là lịch sự. Rồi về sau gả con gái nhau là Lữ Hậu đấy. Và cái người đó về sau cầm cờ khởi nghĩa thành Lưu Bang đấy. Rồi tướng dưới trướng về sau là Hàn Tín, là Trương Lương, là Trần Bình, là Tiêu Hà đấy. Là người thống nhất đất Trung Quốc sau đời thần Tần Thủy Hoàng đấy. Các bạn biết là Tần Thủy Hoàng lên được một số thời gian thì bị sập đúng không? Vì tàn ác quá thì Hạng Vũ đánh thắng Tần Thủy Hoàng. Thì đất nước Trung Quốc nó chia thành mấy mảnh. Thì bên Hạng Vũ là mạnh nhất. Rồi về sau bên Lưu Bang nổi lên thì thắng Hạng Vũ. Và thành lập ra nhà Hán. Và nhà Hán tồn tại 400 năm. Các bạn nghĩ xem. Đâu phải đơn giản. Nước Mỹ bây giờ có 300 năm thôi. Có những triều đại nó tồn tại lâu lắm đấy. Thì cái người Hán cao tổ là Lưu Bang á, là một anh chàng đầu trâu mặt ngựa ở ngoài chợ đấy. Mà hai ông bà đi săn về, tức là tìm ngọc trong đá. Chứ còn chờ nó lên làm hoàng đế rồi thì con mình còn lâu mới gả cho nó được. Đúng không? Nên cái bài Ngọc trong đá các bạn tập suy nghĩ mà đúc kết dần, các bạn sẽ thấy nhiều cái thứ áp dụng ngoài đời rất hay. Rồi bài Ngọc trong đá này nó cũng nói lên là các bạn đọc một quyển sách thì các bạn phải đúc kết được đâu là ngọc trong quyển sách này. Quyển sách nó dày như thế này không bao giờ là ngọc hết được, nó toàn đá thôi. Nhưng chỉ có một vài ý nó thực sự là ngọc đối với mình. Đối với mình thôi, không cần quan tâm đối với người khác. Vì các bạn đọc sách để lấy cái tinh hoa vào mình, chứ không phải lấy vào người ta. Đó, thì đấy cũng là cái ý nghĩa của bài này nha. Rồi các bạn nhìn nhận một vấn đề, các bạn đụng một cái câu chuyện nào đó, đụng một sự việc nào đó, vợ chồng cãi nhau, làm việc bị lên chức xuống chức, các bạn có đúc kết được cái cốt lõi của nó là gì không? Để lần sau mình sửa. Chứ bây giờ cãi nhau rồi ngày mai cãi nhau nữa, rồi năm sau cãi nhau nữa thì có mà 3 năm ly dị. Rồi tại sao mình lên chức xuống chức nhiều thế mà mình không có phát triển đều? Mình có đúc kết được nguyên nhân cốt lõi là gì không? Mình có tìm được ngọc trong đá sau mỗi sự vật hiện tượng không? Nên thành bại nó không quá quan trọng, mà mình phải đúc kết được cái ngọc trong đá mỗi lần thành bại. Cái đó mới quan trọng. Nên người nào mà chịu khó đọc mà hiểu sâu, các bạn sẽ thấy những cái chuyện ngắn ngắn kiểu tổ học, kiểu cổ học này này nó hay lắm. Chuyện cái kiểu bây giờ nó không so được đâu. Chuyện bây giờ mà những tác giả viết được như này là đếm trên đầu ngón tay, hiếm lắm. Rồi, khéo can được vua. Vua Cảnh Công nước Tề có con ngựa quý giao cho một người chăn nuôi. Con ngựa tự nhiên một hôm lăn đùng ra chết. Vua giận cho là giết ngựa, sai quân cầm dao để phanh thây người nuôi ngựa. Án tử đang ngồi chầu, án tử là quan tể tướng, thấy thế ngăn lại, nói với vua: vua Nghiêu, vua Thuấn xưa phanh người thì bắt đầu từ đâu trước? Vua Cảnh Công ngơ ngác nhìn rồi nói: thôi hãy buông ra, đem giam xuống ngục để rồi trị tội sau. Án tử nói: tên phạm này chưa biết rõ tội mà đã bị tội chết thì vẫn tưởng là oan, tôi xin vì vua mà kể rõ tội nó rồi hãy hạ ngục. Vua nói: phải. Án tử bèn kể tội: nhà ngươi có 3 tội đáng chết. Vua sai nuôi ngựa mà để ngựa chết là 1 tội, lại để chết con ngựa rất quý là 2 tội. Để vua mang tiếng vì một con ngựa mà giết một mạng người, làm cho trăm họ nghe thấy ai ai cũng oán, các nước nghe thấy ai ai cũng khinh. Ngươi làm chết một con ngựa mà để đến nỗi dân gian đem lòng oán hận, nước ngoài có bụng dòm ngó là 3 tội đáng chết. Ngươi đã biết chưa? Bây giờ hãy tạm giam vào ngục. Cảnh Công nghe nói ngậm ngùi than rằng: thôi tha cho nó, thôi tha cho nó, kẻo để ta mang tiếng bất nhân. Các bạn thấy không? Một cái vị quan không bao giờ dám chống lại vua hết, dù là quan tể tướng, nhưng mà nói xuôi theo vua. Nhưng rồi để vua nhận ra vấn đề. Cái thuật hùng biện, một cái thuật mà để giao tiếp tốt nhất là đồng ý với họ mà họ lại nhận ra vấn đề. Các bạn không thể nào cãi vua tay đôi được, không bao giờ cãi được. Các bạn áp dụng được cái này trong đời sống là rất hay, về nhà áp dụng với vợ rất hay. Cãi vợ là chết đúng không? Nên phải đồng ý với vợ, mà làm sao để vợ nhận ra vấn đề? Bài toán khó đấy.
nên các bạn phải học cổ nhân thôi. Xếp độc tài cũng thế nhá, xếp độc tài cũng thế. Thì những bạn nào mà muốn luyện những dạng này này, luyện dạng này thì các bạn phải tập đúc kết những câu chuyện như thế này. Cái nguyên tắc của nó, chúng ta thử quan sát phân tích đúc kết theo chiều sâu nhé. Nguyên tắc của nó là hãy đồng ý với giả thuyết của người kia, nhưng hãy đẩy cái giả thuyết đó đi xa hơn một bước để họ nhận ra vấn đề. Có bấy nhiêu thôi. Hãy đồng ý là thằng này nó phạm tội chết rồi, nhưng hãy đẩy nó đi xa hơn một bước. Chết còn con ngựa thôi, nhưng mình đẩy nó đi xa hơn, là để cho vua mang tiếng bất nhân. Thế thôi. Nên cái này là phụ thuộc vào trí tuệ của cái người can vua rất quan trọng. Phải luyện, cái này các bạn buộc phải luyện thôi. Luyện khoảng 1, 2, 3 năm thì quen dần cái cách nói này. Thì từ đó mình giao tiếp với mọi người, mình không có cãi tay đôi với họ nữa, mà mình đồng ý với họ. Những bạn nào mà thích học cái nghề mà liên quan đến giao tiếp, thuyết trình và hùng biện á, thì đây là những bài mẫu rất tuyệt vời đấy. Hà Bá lấy vợ, chuyện này cũng hay. Dân đất nghiệp có tục cứ mỗi năm góp tiền mua một người con gái ném xuống sông để làm vợ cho Hà Bá. Sự mê tín ấy lâu ngày không ai phá nổi. Lúc ấy ông Tây Môn Báo đến làm quan ở đấy, ông thân hành đứng ra làm chủ lễ cưới cho Hà Bá. Trước mặt đông đủ các bô lão hào trưởng, ông đồng bà cốt, ông cho gọi người con gái đến, ông xem mặt xong chê rằng người con gái không được đẹp. Ta nhờ bọn ông đồng bà cốt xuống nói với Hà Bá xin hoãn lại hôm khác để tìm người đẹp hơn. Ông lập tức sai lính khiêng một ông đồng quăng xuống sông. Một lúc sau ông nói sao lâu thế, rồi ông bảo một đám bà cốt xuống nói hộ. Lập tức ông sai bắt một bà cốt ném xuống sông. Một lúc ông lại nói sao không thấy tin tức gì, chừng lũ đồng cốt xuống nói không nên lời, dám phiền các cụ bô lão đi giúp. Lại lập tức sai lính lôi một cụ vứt xuống sông. Một lúc ông nói sao mãi không thấy, thế này bọn đồng cốt bô lão dễ đi cũng không được việc, phải nhờ đến bậc hào trưởng mới xong. Lúc bấy giờ có bao nhiêu người đều dám xanh mặt van lạy xin thôi. Tây Môn Báo nói để thong thả ta xem đã. Mọi người run như cầy sấy, một chốc ông mới bảo thôi tha cho họ. Thế là Hà Bá không lấy vợ nữa rồi. Thành thử từ đây dân đất nghiệp không còn ai dám nhắc đến chuyện Hà Bá lấy vợ nữa. Tích này nó nằm trong Sử Ký Tư Mã Thiên. Ở Việt Nam mình có một cái tục là gì? Ngày cướp vợ. Có không? Ở vùng cao, đến ngày đó con gái nó đi ra ngoài đường là các bạn đi xe đến bắt, lôi về nhà, thế là nó thành vợ mình. Cứ lên Google mà sợ. Cái tục cướp vợ ở vùng cao vẫn còn. Vậy mà hàng nghìn năm nay chưa xử lý được nhé. Nên các bạn mới thấy ông Tây Môn Báo rất cao thủ, đúng không? Làm quan dạng như ông này là hiếm đó các bạn. Những cái hủ tục hàng nghìn năm ông ta vẫn triệt được. Việt Nam mình vẫn có những hủ tục hàng nghìn năm đâu có triệt được. Lễ hội chọi trâu bây giờ mình có triệt được không? Hay nó lại sống trở lại? Cái ngày hôm đó là cho mấy con trâu ra rồi đâm cho nó chết, đúng không? Lễ hội chém lợn, gì nữa? Hàng loạt lễ hội nó bắt đầu sống trở lại đấy. Nó là hủ tục thôi, nó là lễ hội chỗ nào? Nên để làm quan được như ông này là khó đấy. Phải rất thông minh mà phải liều. Thông minh giỏi nhưng cũng phải có uy, nhưng cũng phải liều nữa. Không có độ lì lợm, không có nghị lực, không dám làm, nhát không dám làm đâu. Đụng những cái gì truyền thống hàng nghìn năm là người ta sợ hết. Thì chúng ta mới thấy là những cái vị quan mà vì dân là hiếm. Những vị quan thực sự vì dân là rất hiếm. Các bạn đọc những tích truyện này, sau này mà ra làm quan thì tự nhiên các bạn trăn trở vì dân. Các bạn ít đọc những tích truyện này, sau này làm quan nghĩ là kỳ này mình lại kiếm được tiền đây, có chức rồi, đúng không? Mình phải lấy lại những gì đã bỏ ra. Còn đọc những tích truyện này nhiều, các bạn tự nhiên vị trí càng cao trăn trở càng nhiều. Tự nhiên nó thanh liêm thế gì đâu. Nên sách này nó là sách về đạo đức đấy, sách rèn nhân cách đúng nghĩa đấy. Ứng đối giỏi. Án Tử sắp sang nước Sở, vua Sở nghe thấy bảo cẩn thận rằng Án Tử là một tay ăn nói giỏi nước Tề, nay sắp sang đây ta muốn làm cho nó nhục, có cách gì không? Cẩn thận bảo đợi bao giờ Án Tử sang, chúng tôi trói một người dẫn đến trước mặt vua. Để làm gì? Để giả vờ làm người nước Tề, cho phạm tội gì? Tội ăn trộm.
Lúc Án Tử đến nơi, vua Sở làm tiệc đãi tử tế, rượu uống ngà ngà, bỗng thấy hai tên lính điệu một người bị trói vào. Vua hỏi: "Tên kia phạm tội gì mà bị trói?" Lính thưa: "Tên ấy là người nước Tề, phạm tội ăn trộm." Vua đưa mắt nhìn Án Tử hỏi rằng: "Người nước Tề hay ăn trộm lắm nhỉ?" Án Tử đứng dậy thưa rằng: "Chúng tôi trộm nghe cây quất mọc ở đất Hoài Nam thì là quất ngọt, đem sang trồng ở đất Hoài Bắc thì quất chua. Cành lá giống nhau mà quả chua, quả ngọt khác nhau là tại làm sao? Tại thủy thổ khác nhau vậy. Nay dân sinh trưởng nước Tề thì không ăn trộm, sang ở nước Sở thì sinh trộm cắp. Có lẽ cũng tại vì cái thủy thổ khác nhau nó khiến người ta ra như thế chăng?" Vua Sở cười nói: "Ta muốn nói đùa thành ra phải chịu nhục, thế mới hay, kẻ cả không nên nói đùa bao giờ." Đó. Án Tử là một tay ứng đối rất giỏi. Ở đây các bạn nào mà học lớp Chánh Kiến 2 rồi biết nguyên tắc nhân cộng duyên ra quả. Thì cái ông vua này là ông dùng nhân, còn Án Tử đảo sang duyên. Nhân là con người, duyên là ngoại cảnh. Chỉ cần đổi một trong hai yếu tố là quả nó đổi. Cũng là hai con người đó, nhưng lọt vào hai hoàn cảnh khác nhau, nó sẽ sinh ra những tố chất khác nhau. Thì đấy là đổi duyên. Nhưng cũng hai hoàn cảnh trùng nhau, nhưng thả hai con người khác nhau sẽ ra hai kết quả khác nhau. Vì lúc này là mình đổi nhân. Thì mình hiểu cái nguyên tắc đó thì mình sẽ có những cái lý luận như thế này rất dễ, không còn khó nữa. Tức là mình đọc vô đây này, mình phải thấy lời Phật dạy nhân duyên quả nằm trong đây này. Thì sau này các bạn sẽ có những cái lập luận như này, nó dễ lắm, không còn phức tạp nữa. Nhưng chúng ta cứ nghĩ là mình học chánh pháp, mình học về ba gốc rễ là để mình có cái nhìn đúng đắn không? Ồ, ngoài cái nhìn đúng đắn, các bạn có năng lực lập luận hơn người. Lý luận hùng biện nó cũng không thoát được quan sát, phân tích, đúc kết được mà. Không thoát được cái đó đâu. Rồi. Vợ xấu, câu chuyện này cũng hay. Vợ Hứa Doãn tên là Nguyễn Thị, nhan sắc kém lắm. Khi Hứa Doãn mới lấy về làm lễ cưới xong, trông thấy vợ xấu muốn lập tức bỏ đi thẳng, bèn hỏi Nguyễn Thị: "Đàn bà có tứ đức, nàng có được mấy đức?" Nguyễn Thị thưa: "Thiếp đây chỉ kém có dung mà thôi." Dung là nhan sắc á. Rồi liền hỏi: "Kẻ sĩ có bách hạnh, dám hỏi chàng có được mấy hạnh?" Hứa Doãn đáp: "Ta đây có đủ cả bách hạnh." Nguyễn Thị nói: "Bách hạnh thì đức làm đầu, chàng là người hiếu sắc, không hiếu đức sao lại bảo là có đủ bách hạnh được?" Hứa Doãn nghe nói có sắc thẹn, tự bấy giờ hai vợ chồng bèn yêu mến kính trọng nhau suốt đời. Đó. Đúc kết gì khi các bạn nữ lỡ xấu về nhan sắc? Lỡ xấu về nhan sắc tức là Nguyễn Thị. Các bạn thấy chưa? Nếu lỡ xấu về nhan sắc, buộc thì phải có cái nét đẹp bên trong tâm hồn. Thì hai vợ chồng bèn yêu mến kính trọng nhau suốt đời. Hứa Doãn nghe vợ lập luận như vậy thì tự động thấy vợ giỏi mà kính trọng. Còn các bạn nào mà nhan sắc vừa xấu mà tâm hồn vừa tệ thì thôi, xong phim cuộc đời em. Thì trường hợp đó đi tu thiền, không lập gia đình nữa, vẫn tốt như thường. Người ta hay nói là tốt gỗ không bằng tốt nước sơn à, hay sao? Thời buổi bây giờ là người ta ca ngợi tốt gỗ đấy. Các bạn để ý đồ đạc chúng ta sử dụng là cái vỏ nó đẹp lắm. Cái gói mì là cái vỏ nó phải đẹp. Đồ đạc cái gì cái vỏ cũng phải đẹp, còn bên trong nó bé tí. Nên bây giờ là rác nhiều là vì cái vỏ nó to. Thời buổi mà kim tiền lên ngôi ấy, là cái vỏ nó đi, chứ cái đức nó không có đi. Cái đạo đức nó mất dần đi. Còn các bạn đọc những cái này này, cái nhân cách đạo đức nó thành hình trở lại. Và những cái màu mè bên ngoài các bạn bỏ bớt dần đi. Không quá cầu kỳ nữa. Hai vợ chồng mà không thấu hiểu lẫn nhau là lấy nhau nó lung tung ngay. Mà muốn lựa được ông chồng phù hợp thì đầu tiên mình phải hiểu mình ấy đó chứ. Mình còn lung tung thì ông nào chiều được mình? Mình chiều mình còn không xong, bắt ông chiều mình có phải là ông đi Biên Hòa không? Nên khi các bạn chọn được tương đối phù hợp nhé, không phù hợp hết được đâu.
thì các bạn phải suy ngẫm và áp dụng thôi, không có cách khác. Tự suy ngẫm phải tự áp dụng và tự điều chỉnh. Trong quá trình làm tiếp tục suy ngẫm áp dụng điều chỉnh, tiếp tục đọc thêm những sách hay, quan sát thêm thực tế cần điều chỉnh cái gì, đọc thêm những quyển tinh hoa khác nó nói gì về vấn đề này, nó liên kết với nhau như thế nào, đi học thêm những cái lớp chiều sâu về tâm thức của mình để xem thực sự mình có phù hợp với nó hay không. Nó phải là một quá trình thôi. Chúng ta ngồi với nhau 2-3 tiếng đồng hồ không bao giờ ra được. Chúng ta ngồi với nhau 2-3 tiếng là đang review thôi, chứ ai mà suy ngẫm hộ các bạn được. Ai suy ngẫm hộ? Ai mà chọn cái phần cốt lõi phù hợp với mình được? Tôi có chọn cái phần cốt lõi phù hợp với một bạn nào ngồi đây được không? No, chính các bạn là người chọn. Làm sao tôi biết các bạn phù hợp với cái gì? Ai là người phải hiểu mình? Ai là người phải tri kỷ với mình? Mình sống với mình 24 giờ mỗi ngày, nên mình phải có trách nhiệm hiểu mình sâu sắc nhất. Từ đó các bạn mới chọn lựa quyển nào, chương gì đọc sâu sắc với nó, rồi mình mới quyết định nó gần với mình, mang nó vào mình. Nên chúng ta lưu ý nhé, tất cả những cái này mình đúc kết nhưng cũng chỉ là review thôi. Các bạn phải tự đọc, tự suy ngẫm theo chiều sâu thôi chứ sao giờ. Nhiều bạn, đặc biệt những bạn trẻ, rất hay nhầm lẫn là đến một buổi học nào đó, đọc một quyển sách nào đó, nghĩ nó là mình, còn lâu, không bao giờ được. Đến một buổi chia sẻ nào đó, đọc một quyển sách nào đó là để các bạn nắm được cái tổng quan, sau đó về phải chắt lọc và suy ngẫm lại hàng năm trời thì mới ra nó là mình. Mà 1-2 năm là bạn nào còn 20 mấy tuổi mà 1-2 năm ra là number one rồi đấy nhá. Có những người 50 tuổi mà vẫn không biết tôi là ai, đúng không? Tôi thích cái gì? Tôi đam mê cái gì? Sở trường tôi là gì? Ý nghĩa của cuộc đời của tôi là đâu? 50 tuổi không trả lời được, hết sức bình thường. Trong tay có hàng trăm tỷ vẫn không trả lời được là điều hết sức bình thường. Nên đây là câu hỏi khó đấy các bạn. Nhưng mà nhờ khó thì mình mới đi sâu được, thì mới gọi là học sâu chứ, đọc sách phải sâu chứ.